Hey, xin chào các bạn. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng trang giỏ hàng với Laravel, và kiến thức mà chúng ta sẽ sử dụng trong cái bài này chỉ đơn giản là về section ở trong Laravel thôi. Và mình hy vọng là qua cái video này thì sẽ giúp các bạn hiểu được từng cái bước để chúng ta xây dựng một cái trang giỏ hàng ở trong một trang web nó như thế nào, dù các bạn có sử dụng PHP hay thuần hay là Laravel hay là bất kỳ những ngôn ngữ nào khác, thì những cái công việc từng bước chúng ta sẽ làm như thế nào thì nó sẽ giống nhau thôi, nó không có gì khác nhau cả. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết xây dựng cái trang giỏ hàng ở trên chính cái trang của project khóa học Laravel tại Suntech này. Đây, thì đây là cái phần dữ liệu data sample mình sheet ra, nên là nhìn tên sản phẩm ảnh các thứ nó khá là giống nhau. Đó, thì tại vì là đây là dữ liệu mình đang fetch nên là khá giống nhau, tuy nhiên thì phần giá của sản phẩm và tên nó khác nhau thì các bạn có thể phân biệt nó như vậy. Thì cái trang này thì đã được đủ dữ liệu hoàn toàn từ database ra rồi. Đây, và khi kích vào một sản phẩm thì chúng ta có phần thêm giỏ hàng, và đây là cái phần giao diện HTML của nó, thì chúng ta sẽ đi xử lý nó. Khi mà các bạn xây dựng chức năng trang giỏ hàng thì các bạn sẽ phải phân tích qua một chút như thế này này. Nó giống như là các bạn đi vào siêu thị Big C chẳng hạn như vậy. Và các bạn trước khi vào trong gian hàng của Big C thì các bạn sẽ kéo theo cái giỏ hàng từ bên ngoài vào. Đó, ok chưa? Và khi mà các bạn đi vào trong gian hàng rồi thì các bạn sẽ đi xem giá của từng sản phẩm, tên của từng sản phẩm mà các bạn muốn mua, sau đó các bạn sẽ chọn nó và bỏ nó vào trong giỏ hàng. Ok chưa? Thì trong lập trình nó cũng tương tự như vậy thôi. Các bạn vào một trang web, các bạn lướt qua từng sản phẩm, các bạn xem giá, xem thông tin, sau đó các bạn muốn mua thì các bạn thêm nó vào trong giỏ hàng. Đó. Thì thay vì giỏ hàng nó là cái mà các bạn dùng ở trong PHP thì giỏ hàng ở trong PHP nó thể hiện thông qua ngôn ngữ lập trình. Và chúng ta sẽ lưu trữ thông tin sản phẩm khi mà người dùng thêm vào giỏ thì chúng ta sẽ thêm nó vào trong section. Ok chưa? Và dữ liệu nó sẽ là một cái section để chúng ta lưu thông tin những sản phẩm mà chúng ta thêm vào giỏ. Được chưa các bạn? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào xây dựng cái phần này. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một controller là cast. Thì ở đây, đây là project này thì nó cũng đang hoàn thiện rồi, nên là các bạn sẽ nhìn thấy các controller mà tôi đã làm. Đó, bây giờ tôi sẽ tạo ra một controller là cast. Thì mình sẽ mở cái terminal lên. Mình mở terminal lên và mình sẽ thêm như thế này: PHP artisan make controller. Ví dụ mình sẽ tạo nó ở trong funnel cast controller như thế này. Đó. Sau đó mình sẽ mở lên thì chúng ta sẽ thấy có cast controller. Thì đối với một giỏ hàng thì chúng ta sẽ cần những cái method nào cho controller? Thì chúng ta sẽ cần cái method xem danh sách sản phẩm có trong giỏ, thì mình sẽ dùng method index như thế này. Function index, cái này để chúng ta xem danh sách sản phẩm có trong giỏ. Mình sẽ dùng một phương thức là store. Mục đích của thằng store này để làm gì? Store này để chúng ta lưu trữ thêm một sản phẩm vào trong giỏ. Được chưa? Mình sẽ dùng thêm một phương thức nữa là update để mình cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. Đó. Và cuối cùng mình có một phương thức là destroy. Destroy. Cái destroy này mình sẽ dùng để làm gì? Mình sẽ dùng để xóa một sản phẩm có trong danh sách trong giỏ hàng. Đó. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đi tạo router cho từng cái này. Thế đối với store thì chúng ta bình thường chúng ta sẽ nghĩ đến là phương thức pop, nhưng mà đây không phải. Chúng ta kích vào đây, chúng ta truyền đi một cái ID của sản phẩm và chúng ta thêm nó vào. Thì chúng ta làm đơn giản như thế này. Mình sẽ khai báo router. Thì ở trong project này mình có sử dụng Composer cho rất nhiều chỗ, Composer của Laravel, Composer View cho rất nhiều chỗ để mình xử lý dùng chung,
không bị trùng lặp cốt đó. Ok, lúc này ở bên trong router mình sẽ định nghĩa nó như thế này. Mình sẽ định nghĩa ra một cái group trong frontend, nhưng mình có một cái group với cái prefix là cast. Prefix là cast như thế này đó. Và mình đặt nó trong group như thế này, được chưa các bạn? Đó, sau đó thì mình sẽ tạo ra một cái router xem danh sách, thì chỉ cần gọi đến cast thôi thì router nó sẽ là cái này. Tên controller của chúng ta sẽ là cast controller. Đó, mình đặt tên luôn cho nó, ví dụ như là cast.index. Đó, đơn giản như vậy. Sau đó mình sẽ tạo ra phương thức store. Thì đối với store thì sẽ là cast store, và mình sẽ store cái ID nào thì mình sẽ chuyển ID lên. Đó, như thế này, vẫn là phương thức get, thì đây sẽ là store. Được chưa các bạn? Sau đó mình có phương thức update. Update thì mình sẽ để là post, đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ để là post. Nhiều bạn sẽ thấy là à, tại sao không theo chuẩn RESTful, update phải là post rồi các thứ. Nó thực ra thì cũng không quá quan trọng, vì đây là mình đang làm cho phần ở bên ngoài, cái nào nó tiện thì mình làm thôi. Chứ khi mà các bạn làm ở trong backend thì nên follow theo cái thằng RESTful thì nó ok hơn. Thì lúc đấy vì mình có form các thứ, nhưng đối với cái phần cast các thứ này thì mình không có form, tạo thêm form cũng được thôi, nhưng mà chúng ta không nhất thiết, vì đây là cái thẻ A, là thẻ liên kết, chúng ta dùng luôn get cho nó tiện, và chúng ta chuyển ID lên thì nó rất là dễ. Đó, update thì chúng ta sẽ gọi lên update đơn giản như thế này, và chúng ta sẽ dùng form là pop, và các bạn dùng put cũng không vấn đề gì cả, mình sẽ để là put đi, thì lát nữa chúng ta làm form sẽ chỉnh lại một chút là được. Đó, và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ phải trở đến index. Đó, method nào chỉ định, method nào đây chúng ta sẽ phải chỉ định là store, và ở đây chúng ta sẽ phải chỉ định là gì, chúng ta sẽ phải chỉ định là update. Còn ở bên dưới này chúng ta sẽ phải chỉ định là gì, ở đây chúng ta sẽ phải chỉ định nó là destroy. Mình sẽ để là delete thì chúng ta sẽ phải dùng form mà thôi, mình sẽ dùng cái này. Tốt, sẽ là delete và dot delete thì vẫn là destroy thôi. Rồi mình sẽ để là delete, lát nữa chúng ta sẽ đặt một cái form vào. Và đây chúng ta có phương thức delete, cast của chúng ta sẽ là destroy như thế này. Destroy, đó, và đây sẽ là destroy. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Rồi, lúc này chúng ta quay trở lại trang của chúng ta. Đó, chúng ta chạy nó lên, thì nó chưa có gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý khi người dùng nhấn vào giỏ hàng thì chúng ta sẽ phải xem được danh sách sản phẩm trong giỏ, có đúng không? Thì chúng ta sẽ vào phần partition header này, chúng ta sẽ đổi cái router ở đây. Router của trang danh sách giỏ hàng nó sẽ là giống như cái mà chúng ta vừa định nghĩa đây, nó giống như cái chúng ta vừa định nghĩa, nó là cast.index như thế này. Đó, sau đó chúng ta chạy lên này. Đó, thì chúng ta đã vào phần cast, vào phần cast rồi, được chưa các bạn? Đó, tuy nhiên thì do cái router này của anh nó bị override bởi những thằng phía trước này, nó ưu tiên nhận những thằng phía trước, nên anh sẽ move thằng này lên lại. Đó, vì ở trên là select thì nó không quan tâm được cái gì cả, cứ cast thì nó vẫn hiểu là select của thằng category hay là thằng product, nên là anh sẽ đưa thằng này lên. Đó, thì anh đã gọi được vào cast rồi này các bạn này. Đây, anh thử chạy lên để các bạn nhìn thấy lại. Đây, anh sẽ return methods. Thì các bạn thấy anh đã chạy được vào cast rồi. Đó, được chưa? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ tạo
router cho phần chi tiết sản phẩm. Đây, product chi tiết sản phẩm thì chúng ta có phần mua hàng ở đây. Đây, thì cái này anh sẽ mua CDS nó đi. Vì hôm trước chúng ta đang làm tạm nó ở đây. Thì đây nó sẽ là S to cast. Đó, anh sẽ để tạm nó ở đây. Chúng ta đang làm khá lười. S. Các bạn nên viết vào một file CSS riêng và nhúng nó vào. Đó. Đôi khi lười như này các bạn nghĩ là chúng ta đây là chuẩn thì nó sẽ rất là dở. Đó. Nên anh sẽ để như thế này. Anh sẽ chỉnh lại sau này các bạn sẵn copy nó sang một file CSS khác thôi là ok. Chưa? Ask to cast. Đây. Rồi, thì router cho cái phần thêm vào giỏ hàng này của chúng ta nó sẽ là gì? Nó sẽ là router. Router này của chúng ta có param truyền vào. Đây, router này nó sẽ là cast update và chúng ta truyền đi một cái ID. ID này nó chính là ID của sản phẩm. Đây. Thì anh sẽ để là ID và anh truyền vào là product trở đến ID như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Được chưa? Rồi, anh thử chạy lên này. Anh vào chi tiết sản phẩm này. Đây. Anh thêm vào. Đó, thì anh đã gọi đến card store với ID là 199. Thì ở trong đây chúng ta cũng sẽ phải nhận vào một cái ID như thế này. Và anh sẽ return cái ID này ra để các bạn có thể nhìn thấy được. Cái store anh chưa link. Đây, chúng ta chạy lại lên này. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã thêm sản phẩm 199 vào. Đó, chúng ta đang thêm sản phẩm 199 và sửa thêm một cái khác này. Đó, 190, kiểu như vậy. Còn thêm như thế nào thì lát nữa chúng ta sẽ xử lý trong store. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ anh sẽ cùng các bạn đi xây dựng cái phần thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng. Thì để sử dụng được cái sản phẩm để sử dụng được cái lấy được thông tin sản phẩm mà chúng ta cần thêm vào giỏ thì anh sẽ gọi đến một cái service, nó là product service. Anh sẽ gọi đến như thế này, anh sẽ yêu nó nằm trong app service và nằm trong product service như thế này. Đó, được chưa các bạn? Và sau đó anh sẽ tạo ra một cái thuộc tính protected là product service. Sau đó anh sẽ tạo ra một phương thức contract như thế này. Có nghĩa là contract nó sẽ chạy đầu tiên ngay sau khi class này được gọi. Đó, thì anh khi mà chạy đầu tiên thì anh sẽ khởi tạo luôn thằng product service kia. Nó sẽ bằng anh sẽ dependent với thằng product service này vào. Đó, như thế này. Được chưa? Và anh gán lại cho nó vào đây. Ok chưa các bạn? Đó, thì ở trong đây trong product service anh có một cái là file by ID, có nghĩa là anh sẽ lấy ra thông tin sản phẩm mà anh cần thêm vào trong giỏ hàng. Sẽ là zip trở đến product service và anh trở đến file by ID, đồng thời anh truyền ID vào. Lúc này anh sẽ lấy ra được cái product như thế này. Đây. Đó, được chưa các bạn? Anh sẽ để nó ở trong chai két để đảm bảo nếu có lỗi thì chúng ta sẽ handle nó. Ví dụ như là đẩy về 500 chẳng hạn. Anh sẽ có exception và dependent một cái biến e ở đây. Nếu có lỗi thì anh sẽ report như thế này. Nó sẽ ghi log và sau này chúng ta xử lý để mà gửi mail lỗi. Đó, đồng thời anh sẽ chuyển nó về 500 như thế này. Ok chưa? Bên trong này thì anh sẽ làm gì? Bên trong này anh sẽ đi thực hiện công việc là xử lý thêm nó vào trong giỏ hàng. Đây, anh lấy ra được thông tin sản phẩm rồi. Đó.
Thì các bạn, chúng ta cùng phân tích một chút ở chỗ này. Đó là gì? Khi chúng ta thêm thông tin vào trong giỏ hàng đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra là hiện tại giỏ hàng này đã có sản phẩm nào hay chưa. Và nếu mà có rồi thì chúng ta kiểm tra tiếp là sản phẩm mà chúng ta đang thêm vào ấy, nó có ở trong giỏ rồi thì chúng ta sẽ phải tăng số lượng sản phẩm lên. Còn nếu mà chưa thì chúng ta sẽ default sẽ là thêm một sản phẩm vào giỏ đó. Thì giỏ hàng ở đây sẽ là gì? Giỏ hàng ở đây nó chính là cái section, và chúng ta sẽ sử dụng section ở trong Laravel như thế này. Thì anh sẽ sử dụng section bằng cách là anh yêu cái thằng section vào đây, nó ở trong illuminate đây, anh sẽ yêu thằng này vào đây. Thì những thằng nào là illuminate thì anh sẽ đặt nó thành nhóm như ở trên này đó, được chưa các bạn? Và anh tạm gọi là section của chúng ta có một cái key. Để sử dụng section thì chúng ta sẽ là put và get. Khi put vào thì chúng ta đặt tên cho nó một cái key, ví dụ là cat, có nghĩa là mặc định anh sẽ lấy ra, anh gán vào biến cat này, có nghĩa là chúng ta sẽ, cái cat này nó chính là cái giỏ hàng của chúng ta và được lấy ra từ section với key là cat đó. Thì khi mà chúng ta lấy ra từ cái section get key là cat như thế này, anh chạy lên thì các bạn sẽ thấy nó null, nó không có dữ liệu, ok chưa? Có nghĩa là sản phẩm đang không có sản phẩm nào trong giỏ hàng đó, đang không có sản phẩm nào trong giỏ hàng. Thì ở dưới này chúng ta sẽ kiểm tra như thế này, nếu mà cái thằng này bằng null, đây anh viết như thế này, có nghĩa là thằng cast đang null, thì chúng ta sẽ làm gì đó, chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta đã có sản phẩm rồi thì chúng ta sẽ tăng số lượng nó lên. Anh sẽ đặt một cái key có tên là QTI, nó gọi là số lượng, và anh sẽ mặc định anh gán nó bằng 1. Thì lúc này chúng ta sẽ thêm cái sản phẩm này vào với số lượng thêm vào sẽ là 1 như thế này đó, ok chưa các bạn? Ok chưa? Rồi sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ put nó vào trong giỏ hàng bằng cách là sử dụng section put như thế này đó. Và anh put với cái key giống như cái mà chúng ta đã ghép ra ở trên, và anh thêm cái sản phẩm này vào đây, được chưa các bạn? Thì anh sẽ put nó như thế này. Cuối cùng anh sẽ dd, anh debug cái cat này, anh ghép lại xem là trong sản phẩm của chúng ta đã, trong giỏ hàng của chúng ta đã có sản phẩm nào hay chưa. Anh chạy nó lên đó, thì các bạn thấy là lúc này chúng ta đã có sản phẩm ở trong giỏ này đây, có sản phẩm 190 với số lượng là 1, ok chưa? Thì trường hợp thứ hai là anh vẫn mua cái sản phẩm này, có nghĩa là anh vẫn mua sản phẩm này và sản phẩm này lúc này đang có ở trong giỏ rồi, thì lúc này nó sẽ rơi vào trường hợp ngược lại, đúng không? Có nghĩa là gì? Trái lại, sản phẩm này đã có trong giỏ thì chúng ta sẽ phải kiểm tra như thế nào đó. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ rơi vào cây L này đây, nó sẽ rơi vào cây L này như thế này đây, anh chạy ra đây, anh thêm lần 2 đó, các bạn sẽ thấy nó rơi vào cây L này. Anh đang DD cả cái method và thông tin sản phẩm. Thì lúc này trong giỏ đã có sản phẩm này rồi, như các bạn nhìn thấy trong giỏ hàng lúc này đã có sản phẩm này rồi đó. Thì chúng ta sẽ lại xử lý nó như thế nào bây giờ? Thì chúng ta sẽ làm nó như sau: chúng ta sẽ kiểm tra cái cat bằng cách là chúng ta kiểm tra là, vì lúc này cái cat của chúng ta nó là một collection, mà là collection thì chúng ta hoàn toàn có thể làm gì? Chúng ta hoàn toàn có thể lấy ra được thông tin với điều kiện where. Anh sẽ tìm xem là có sản phẩm nào có ID bằng đúng cái ID mà chúng ta đang truyền vào hay không. Cuối cùng anh sẽ lấy ra là first như thế này đó. Để đây anh sẽ để là product in cart, tìm ra cái sản phẩm đang có ở trong giỏ là gì. Anh dd cái product in cart lên đây, anh dd nó lên như thế này đó.
thì các bạn thấy là anh đã tìm ra được cái sản phẩm đang có trong giỏ là thằng này. Đây, ok chưa? Được chưa các bạn? Đây, đồng nghĩa với việc là chính là cái sản phẩm này, chính là cái cast. Đây, được chưa các bạn? Thì lúc này anh sẽ làm gì? Lúc này anh sẽ làm gì với nó? Thì lúc này product in cart, cart where id bằng id cho đến first. Đây. Thì lúc này anh sẽ lấy cái số lượng đang có ở trong cái sản phẩm mà chúng ta tìm được ở trong giỏ hàng, là chúng ta tăng số lượng lên 1. Ở đây chúng ta đang thấy là khi mà chúng ta lấy sản phẩm trong giỏ ra thì nó đang bị mất cái biến QTI. Chúng ta sẽ xem lại ở chỗ này. Đây. Nó rơi vào trường hợp này rồi nhỉ. Trường hợp nếu mà cát của chúng ta bằng nôn, nếu mà cát bằng nôn thì chúng ta sẽ phải chuyển nó thành collection. Sorry các bạn, đây nếu anh sẽ phải xử lý như này vì để đảm bảo nó luôn là collection, collect như thế này đó. Bây giờ anh sẽ làm lại, anh sẽ làm lại. Anh sẽ xóa section đi bằng cách là chạy vào, anh sẽ chạy là section flag như thế này, có nghĩa là nó sẽ hủy toàn bộ section đi. Đây. Thì cuối cùng anh dd đi cắt ở dưới đây, nó sẽ phải là một cái collection. Sorry các bạn, đây anh kiểm tra nếu mà thằng này bằng null. Thì nó sẽ là collection. Nó đang rơi vào cây trên này. Anh sẽ kiểm tra như thế này. Chạy vào thì sẽ hủy này. Anh xem cái flag của chúng ta hủy một section này. Sẽ flag này nè. Anh sẽ đặt tạm cái request xuống đây để anh hủy ạ. Request như thế này. Anh sẽ hủy tạm section đi bằng cách là section trở đến key đó và anh trở đến flag. Mục đích của anh làm chỗ này là để anh hủy section đi. Đó, bây giờ nó đang không có gì rồi. Ok, thì chúng ta sẽ làm tiếp như thế này. Đây, khi mà lần đầu tiên chúng ta mua hàng, chúng ta lấy ra được sản phẩm này. Anh đi lên từ trên này để các bạn theo dõi lại này. Anh lấy ra được sản phẩm này. Chưa lưu. Đó. Sau đó thì chúng ta xuống dưới này, chúng ta sẽ lấy cái section card ra. Nếu mà không có thì anh sẽ chuyển nó thành collection. Anh sẽ tạo ra một cái biến collection như thế này. Nó đang có lỗi là vì chúng ta thừa cái này. Đây. Đó.
thì anh đê đê cái cát lên này, thì cái cát này lúc này nếu nó là null thì nó sẽ thành collection. Đó, nó là collection mở rộng, ok chưa? Vì nó là collection nên chúng ta sẽ kiểm tra ở đây sẽ là cao. Nếu mà cao của thằng này mình lớn hơn không, lớn không, đây anh thử cao để các bạn nhìn, thì có nghĩa là có sản phẩm ở trong giỏ rồi. Đó, được chưa? Còn nếu mà trái lại cao nhỏ hơn không, đúng không? Thì lần đầu chúng ta thêm sản phẩm vào giỏ và giỏ đang chưa có cái sản phẩm nào, thì chắc chắn cao của nó sẽ bằng không rồi. Có nghĩa là sẽ rơi trường hợp này, thì anh mua cái QTI xuống đây. Đó, ok chưa? Sau đó thì anh sẽ làm gì? Sau đó thì anh sẽ put sản phẩm của chúng ta là từ cái card này, anh sẽ put một put này, vì cái card này nó là một collection nên anh muốn thêm một phần tử vào trong collection này, anh sẽ put và anh put cả cái product này vào. Được chưa các bạn? Chúng ta put vào collection trước, sau đó thì chúng ta sẽ put lại cả cái collection card vào trong session như thế này. Đó, chúng ta bị nhầm ở bước trên. Đó, lúc này chúng ta sẽ lấy ra được cái section là card với key là card như thế này. Chúng ta sẽ có được cái thông tin sản phẩm có trong giỏ. Đây, ok chưa? Đó, được chưa các bạn? Tiếp tục chúng ta đi mua. Thì lúc này chúng ta sẽ mua, và anh giả sử anh mua chính cái sản phẩm mà chúng ta đang có trong giỏ. Đó, thì nó sẽ lúc này nó sẽ rơi vào cây if ở trên này. Đây, nó sẽ rơi vào cây if ở trên này. Đây, vì lúc này card của chúng ta nó đã lớn hơn không. Đó, được chưa các bạn? Card lớn không nó rơi vào cây này. Thì chúng ta sẽ đi kiểm tra xem là cái sản phẩm mà chúng ta thêm tiếp vào giỏ hàng ấy, nó có ở trong giỏ hay chưa. Anh kiểm tra ID sẽ bằng cái gì? Bằng cái ID mà chúng ta truyền vào hay không. Và anh sẽ lấy ra là first như thế này. Anh bỏ request đi vì chúng ta không dùng. Đó, thì cái first này LST tên đây, và anh sẽ đặt tên nó là product in cart bằng với cart này. Thì có phải lúc này chúng ta sẽ tìm được một cái sản phẩm có trong giỏ theo cái ID này không? Đây, vì chúng ta đang mua chính cái sản phẩm mà chúng ta đã mua lúc trước, chúng ta đang có lỗi 500 đó, nhờ có exception nên chúng ta handle được nó ra cái lỗi 500 này. Và lỗi ở đây sẽ là gì? Where ID này, first, chúng ta viết sai cái hàm first. Đó, thì chúng ta lấy ra được cái sản phẩm và đang có số lượng là một có trong giỏ ở đây. Ok chưa các bạn? Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm gì? Sau đó chúng ta sẽ tăng cái số lượng sản phẩm này lên, vì chúng ta đang cần thêm vào QTI. Đó, anh sẽ cộng bằng 1. Thì lúc này chúng ta sẽ DD lại cái sản phẩm này lên, thì chắc chắn các bạn sẽ thấy số lượng sẽ tăng lên 2. Đây. Đó, lúc này số lượng tăng lên 2 rồi, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ lại put lại cái card này. Bởi vì sao? Anh update được cái số lượng tăng lên 2 rồi, thì lúc này ở trong cả cái collection card chúng ta đã thấy số lượng cập nhật lên 2. Đây, nó đơn giản như thế này thôi. Đó, các bạn nhìn này. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Và chúng ta lại put lại cái card vào, và cuối cùng chúng ta sẽ get được cái DD chính là cái này. Chúng ta sẽ get cái này ra như thế này, thì các bạn sẽ thấy là lúc này sản phẩm có trong giỏ của chúng ta nó đã tăng lên 2 đối với sản phẩm có ID bằng 190. Được chưa? Mỗi lần thêm thành công thì anh sẽ làm gì? Anh sẽ redirect
Direct, tức là anh quay trở lại chính cái trang mà anh vừa mua, bắt như thế này. Đó, và anh đồng thời anh sẽ truyền đi một cái section với cái flag có message là ví dụ như là mua hàng thành công. À, thêm vào, chúng ta chỉ là thêm vào giỏ thôi, thêm vào giỏ hàng thành công. Đó, được chưa các bạn? Đây, anh chạy lên như thế này. Bây giờ chúng ta thực hiện mua lại này. Thử lại nhé. Đó thì nó sẽ quay về đây, đây. Thì quay về đây thì ở bên ngoài cái show này, anh sẽ lấy ra được cái message này khi nào? Anh sẽ kiểm tra là nếu mà cái section, nếu mà có cái section là message, anh sẽ lấy ra cái section get message như thế này. Đó, anh thử nhé. Đó, thì nó ghi là thêm vào giỏ hàng thành công, và cái dữ liệu này chúng ta truyền từ controller ra, thêm sản phẩm. Anh thử thực hiện thêm lại này. Đó. Đó, chưa được này. Lưu lại. Đây, anh thực hiện lại thì cái message nó sẽ thay đổi, thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công. Được chưa các bạn? Nhưng các bạn sẽ phải thấy là chỗ này của chúng ta chưa được. Giỏ hàng này lúc này nó sẽ phải tăng lên. Có đúng không? Giỏ hàng lúc này sẽ phải tăng lên. Vậy nó tăng lên như thế nào? Thì chúng ta chỉ cần làm công việc đơn giản ở đây như thế này. Chúng ta quay trở lại thằng header. Đó, thì chỗ số lượng này anh hoàn toàn có thể thực hiện như thế này. Anh in nó luôn bằng section cho đến get. Get của cái gì? Cast. Đó. Nếu mà nó có thì anh sẽ cho đến cao như thế này, vì nó là một collection. Được chưa các bạn? Thì anh sẽ kiểm tra như thế này. Nếu mà thằng này có, tức là thằng này nó khác luôn ấy, thì anh sẽ trả về cái này cho đến cao. Trái lại thì anh sẽ để bằng không. Chỗ này chúng ta nên viết bằng cái helper và chúng ta truyền vào thì nó hay hơn. Nhưng anh sẽ tạm thời anh để như thế này đã. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có được cái nội dung như thế này. Đó, anh chạy nó lên. Ơ, mới có một sản phẩm trong giỏ à? À, đúng rồi. Chúng ta mới có một sản phẩm bởi vì chúng ta đang thêm một cái sản phẩm là 90. Nhưng mà không đúng, bởi vì sản phẩm có ID bằng 90 này, chúng ta đã thêm rất nhiều vào, tức là có số lượng sản phẩm rất nhiều. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái helper, hoặc là anh sẽ viết một cái component ở đây để anh trả về cho chúng ta cái giỏ hàng ở đây như thế này. Các bạn có thể viết component hoặc là viết helper đều được. Ok chưa? Thì trong trường hợp này anh sẽ lựa chọn là anh tạo ra một component để các bạn ôn lại thằng component. Thì anh sẽ viết một component như thế này. PHP artisan make component. Đó, và anh sẽ để là count cái cast đó. Thì lúc này trong component của chúng ta nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có phần count cast đây. Được chưa các bạn?
Trong đây thì anh chỉ cần sử dụng section thôi. Và anh sẽ load đến cái view Lookout. Đây. Trong cái view Lookout này chúng ta sẽ có gì? Chúng ta chỉ đơn giản là có cái này thôi. Thì anh xem ở đây chúng ta có dùng chung được hay không. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng chung được ở đây các bạn này. Anh đưa cả cái thằng này vào đây. Trong phần cao cast này. Đó, được chưa? Đó, và ở đây chúng ta chỉ cần in ra số lượng thôi. Anh sẽ có một cái biến gọi là total đây. Biến total này sẽ được truyền từ đâu ra? Nó sẽ được truyền từ component ra. Đây, nó sẽ được truyền từ trong thằng CalCast component này ra. Bằng cách anh đặt tên một cái biến là public sẽ bằng total. Đó, được chưa các bạn? Và cái view này anh sẽ load đến cái gì? Thì anh sẽ load đến cái component có tên là CalCast. Đây, đã load rồi đây. Được chưa? Và trong này anh sẽ làm gì? Anh sẽ gọi đến git trở đến total. Và anh sẽ gán nó bằng cái gì? Anh sẽ gán nó bằng cái số lượng mà anh lấy được, số lượng sản phẩm mà anh lấy được trong giỏ. Thì để lấy được thì chúng ta sẽ cần phải đi xử lý. Bây giờ muốn sử dụng lại cái CalCast này thì chúng ta chỉ cần trở đến x CalCast ở header như thế này. Đây, chúng ta tạo ra một cái thẻ là x. Chúng ta tạo ra một thẻ là x CalCast như thế này. Đó, chúng ta chạy nó lên lại. Chúng ta đã lấy được nó ra, được chưa? Và trong cái CalCast này chúng ta đã truyền ra biến total rồi. Và total đang bằng 0. Đây, được chưa các bạn? Chúng ta muốn xử lý chỗ này thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ phải kéo được cái section vào. Đây. Anh sẽ đưa section vào trong CalCast component. Đây. Được chưa? Thì trong này anh sẽ lấy ra được cái gì? Anh sẽ lấy ra được cái cast. Giống như ở phần get thôi. Đây. Anh sẽ là get cái cast nếu mà có cái này. Nếu mà có dữ liệu thì anh sẽ lấy nó ra. Còn trái lại default nó sẽ bằng 0. Bằng 0. Đây. Anh sẽ để là collection này, để là collect class đếm cho nó dễ. Đó. Được chưa các bạn? Thì anh sẽ đi for x. For x cái gì? For x cái cast này. Mỗi lần anh sẽ lấy ra được một product trong trong giỏ. Đó, được chưa? Anh tạo ra một cái biến nội bộ ở trong đây là biến total sẽ bằng 0. Mỗi lần anh sẽ cộng dồn cái total của cái gì? Cộng bằng với cái product của QTI. Anh sẽ trở đến QTI như thế này. Đó, cuối cùng anh gán total bằng chính cái total này. Thì lập tức các bạn sẽ thấy số lượng nó cập nhật ở bên ngoài phần view này. Đó, wow, chúng ta thêm nhiều như này chứ cơ. DD ra xem nó chính xác không nhé, sao lại nhiều vậy nhỉ? Cast ở đây. Chúng ta chạy lên này. Đó, sản phẩm của chúng ta này. À, đúng là 52 các bạn ạ, khá là nhiều rồi. Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã thêm 52 sản phẩm có cùng ID là 90 vào trong giỏ hàng rồi. À, 190 chứ, sorry các bạn. Anh nốt lại này. Đây, thêm cái thứ hai này. Đó, lên 53. Đó, và khi load lại thì cái message này cũng sẽ mất đi. Đấy là ý nghĩa của thằng flash, section flash. Đó, ok chưa? Ok, ở phần này thì anh sẽ tạm dừng ở đây. Có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành cái việc thêm sản phẩm vào trong giỏ rồi. Thì ở phần sau chúng ta sẽ làm tiếp phần hiển thị danh sách sản phẩm ở trong giỏ ra. Và chúng ta sẽ cập nhật số lượng và xóa sản phẩm có trong danh sách. Đó, video này anh sẽ dừng lại tại đây.